đứng ở chợ Bình Chánh, chợ Phú Lạc nha, Đại Gia Đình, chợ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Chợ Tử Phát á, chợ này ha. Rồi đi tham quan vòng chợ cho vui. Tụi em đi chợ một vòng cho vui nha Đại Gia Đình. Đường quốc lộ 50 nè cả nhà. Hướng này đi xuống Long An Cần Giuộc ha. Trời, mấy ai quên đem đồng hồ ra nữa rồi. Cửa hàng đồ chơi. Đây nè, bán bánh, đủ thứ bánh ngon cả nhà. Đó, bánh kem Việt Nam nè, đang chờ tôi quất nó nè. Ê, trường mầm non Hương Dương. Đây, không dám quay thịt đâu, quay thịt nhiều khi nó bị bản quyền á. Xoài mặn, xoài gà. Đó, bên đây có mọi người bán chợ nè, chợ Tử Phát ở đây nè, có thể qua mua đồ ăn rồi nè. Quên đem theo rồi. Nó vô vậy mà quên theo. Đó, ở đây có quán ốc. Đậu đứa ốc nè. Ốc bu nè. Nhiều nữa. Chả cá, chả cá đầy đủ món. Ôi, bông hoa. Em khoái cây cảnh bông hoa không cả nhà ơi? À, ăn trứng à. Ô, cá kìa sớm. Ô, mấy con cá bơi mà tao. Tôm kìa, cua, mấy con cua kìa sống, mấy con cua kìa. Cua này cua đồng mới đó ha. Rạng hả? À, xích lĩnh đó con. Rồi, nấm kìa. Áo nhiêu tiền cái à anh? Nó 201 rồi. 201 hả? Quần nó mà anh thích bự bự vậy đâu mà. Không mà quần giá khoảng nhiêu? Quần này 135.000, cái quần bự đó 145.000. Này mắc quá vậy, hai mấy luôn. Này đồ Thái mà. Này đúng hàng Thái thành luôn, không chảy luôn sùng lông. Cảm ơn anh. Trời ơi, có 10.000 là có 3 đồng tiền điện ở đây gia đình. Ấy, 4 đồng. Nè, ớt kìa, ớt kìa. Sắm cho sắm coi ớt kìa. Ớt chứ cốc gì. Ôi, ớt xào lăn ngon lắm á. Chợ Phú Lạc cả nhà ha. Mình đi
này là đi ngoài chợ. Đó, ếch quá trời, ếch cá. Sắm nhìn cái này khoái lắm ha. Đi trong đây ra chợ cũng nhiều quá, trong kia đó kìa. Đi chợ này đi ha, bây giờ cũng vậy à. Giờ mình đi ngoài chợ. Đi phía ngoài bìa chợ Tứ Phát ở trong đây là chợ nè. Đó bánh ú. Bánh ú là bánh này nè. À. Đó là ngày mai là Tết Thủy Năm của Việt Nam mình nha. Đặc trưng của Tết Thủy Năm mình là bánh ú. Thì mua sẵn mua luôn đi, bắt công đây là mua nữa. Đầy đủ loại rau. Ồ, bánh tiêu kìa. Đây con. Ồ, bánh tiêu tụi nó ăn. Mấy ngày nay thèm cho cháu quậy á. Lấy em cá bánh bao chiên. Đó, trời cháu quậy bự ngon chưa cả nhà. Bánh tiêu rồi hết sảy con bà bảy luôn. Hai cái bánh tiêu. Dạ, hai cái bánh tiêu với một cái bánh bao chiên. Dạ, bao chung luôn. Nhiều à. Yeah, đó đồ ăn vặt 30 không đủ rồi nè. Kem gỏi bỏ cầm đi không mình mèo không có gì mình bỏ túi mà. Đó giờ hiện tại là mấy giờ rồi ta? Tại chắc rồi 8 giờ ha. Rồi 8 giờ, 8 giờ mặt trời mọc lên là chuẩn bị trốn rồi cả nhà ơi, là nóng lắm cả nhà ơi. Sáng sớm mới 6 giờ, 6 giờ đi ra đây vui. Củ hành. Mấy đồ cọc tóc rồi nọ cả nhà. Chôm chôm. Mận xoài đầy đủ luôn. Quá đã, quá đã. Bánh khổ. Rồi ủng hộ giùm đi. Dài bữa nữa cô, ăn không kịp cô ơi. Giờ đúng rồi. Giờ đồ ăn quá ăn không kịp. Dạ. Trời ơi măng cục kìa Ngọc ơi. Măng cục kìa. Hey, cái đang mua cái bình xịt cho anh đó Ngọc, xịt nước á. Cho nên em đừng có bán. Vậy mua cho nó nước bình đi, cho nó hứng nước cho nó uống. Mình nào phải uống nước nha, mua là phải uống nước nè. Mua đại cho nước bình đi Ngọc. Này đẹp dữ luôn à. Này ha. Rồi, bà bảy rồi. Cho cái này ha. Chứ cái xuống đàn không bà. Còn cái gì bên cái sụp đúng không? Chị ơi, lấy cho em cái bình này. Có bình xịt nước luôn không chị? Dạ có. Để cho em cái bình xịt nước. Không mua cho mấy đứa kia hả? Mấy đứa kia mấy nó xài. Bảo đảm cho nó xài cho nó hứng nước. Vậy hứng hơn nữa rồi cho nó bỏ vô tủ lạnh cho nó uống. Đúng không? Mua 3 màu đi. Ờ mua màu khác nhau. Dạ. Có loại đó thôi hả? Để cho em cái màu xanh đi chị. Bán đầy đủ đồ dùng gia dụng cả nhà ha. Trong nhà. Chén dĩa đầy đủ. Chuối nè, đó, chuối sứ nè. Tổng cộng là 4 bình ha. Xin xác mấy con khẩu trang chưa?
chứ không phải đầu nhọn á, khó các anh nha. Dẫn cả nhà vào bên đây tham quan bên đây ha. Quần áo cũng có bán luôn, đầy đủ rồi, gì cũng có cả nhà ơi. Ốc, nghêu, sò, tôm, mực, cá. Đi chợ vui cả nhà ha. Cái này là chợ ở tỉnh nhỏ thôi, tỉnh ven Sài Gòn. Cái này là ở Bình Chánh đó cả nhà ha. Bình Chánh nó sau sau quận 8. Đi ra chợ lớn khoảng chừng 5-10 phút là tới rồi. Cái gì? Cái đó dọm lắm á, cái đó không được gì đâu. Anh giúp cho anh cái mua rồi. Làm gì Ngọc? Cái tóc hả? Cái máy gì cái nó dài. Cái tóc cũng được lắm á. Có bằng chạy nó răng hết không chị? Lấy cho em cái bằng chạy nó răng hết. Lấy cho anh cái bự luôn đi Ngọc, anh thay cái của anh luôn, anh mềm quá. Lấy bằng chạy nó răng người lớn. Nè đẹp quá. Đây đây đây, cái là bự á. À cũng được. Cho em cày được. Không có bán nguyên một bự vậy hả? Cái gì nguyên một bự? Không có bán mịt nhỏ hả chị? Cái nào cũng hút hả? Dạ. Nhỏ chứ. Lấy cho em mịt nhỏ đi. Rồi có. Để đưa cho cô, lấy cho cô cũng tiền lăn. Lăn. Rồi một vòng nho nhỏ rồi, chợ đó đó chị. Chợ Phú Lạc cho cả nhà xem ha. Dạ xong rồi, quăng vô hết rồi nè. Dạ thôi tụi em cũng chuẩn bị đi về đại gia đình ơi. Bây giờ sáng rồi, 8 giờ mấy bắt đầu trời có nắng rồi, cho mấy đứa nhỏ ăn sáng. Dạ trong chiều mọi người đã xem và ủng hộ, nhớ đó xem video của kênh nhà đại gia đình. Chúc mọi người luôn vui khỏe hạnh phúc. Bye bye.